chào anh em nhé. Hôm nay Đức Bình giới thiệu anh em cái lắp hộp gió trên, một cái hộp giờ lọc gió động cơ này. Nó có hai cái miếng trên miếng dưới nhé. Đây là miếng trên này, đấy, của con Captiva đời từ 2007 đến 2010. Đấy. Mã sản phẩm nó đây. Anh em mà cần phụ tùng gì thì cứ Zalo cho mình nhé, 0979951845 nhé. Đây mình sẽ của nó còn miếng dưới nữa đây nhé. Đây là miếng dưới của nó đây. Đấy, hai miếng này nó úp vào nhau thế này. Rồi, anh em cần phụ tùng gì cứ Zalo cho mình nhé.